Báo giá xe tải cũ chất lượng Thaco HD72. Và xin chào tất cả quý các bạn, tôi Lương Chuẩn Ô Tô nhá. Hôm nay sẽ báo giá cho các bác một em Thaco HD72 đời 2015, xe đẹp thùng inox mới nhá. Cái này thì vừa cập bến tại salon Chuẩn Ô Tô thôi. Em này thì sẽ báo giá luôn cho các bác, đang có giá là 515 triệu và có thương lượng tại salon Chuẩn Ô Tô các bác nhá. Xe rất là đẹp, để sẽ đi vào chi tiết để nói cho các bác xem. Đầu tiên là về nội thất bên trong này, các bác có thể thấy phần rất là mới, đẹp. Thì phần trần này rất là sáng và sạch sẽ nhá. Đấy. Các phần ghế vẫn còn nguyên bản của theo xe này. Và tất cả những cái phần nội thất phần rất là sáng và đẹp, không hề gọi là ọp ẹp lung lay gì nhá, rất chắc chắn. Các cái cửa này, bác nào có thiện chí thì có thể alo cho em, số điện thoại bên em trên màn hình nhá, tư vấn cho các bác. Xe thì không nâng va tai nạn gì, máy móc nguyên zin luôn, thùng inox mới nhá. Và địa chỉ nhà em tại từ Hồ Yên Mỹ Hưng Yên, nếu bác nào mà thiện chí thì có thể xuống trực tiếp salon để xem xe. Đây sàn gầm sàn này đã lót dầm gỗ hết rồi nhá, những phần sắt xi thì vẫn còn nguyên bản. Cái này là Mighty nhá, Mighty HD72, tải trọng là 3,5 tấn, trời thùng là 5m nhá, các bác nào cũng chưa biết. Lốp lap thì rất là chắc chắn. Em này thùng bệ mới thì cũng không có gì để xem nhiều cả. Rất đẹp, chắc chắn. Bạn nào thiện chí thì em này chỉ bàn về giá thôi nhá. Đây. Đã được đầu tư rất là đẹp rồi, từ những cái phần cản này như những em đời cao. Quay phần cabin cho các bác này. Này biển Thái Bình nhá. Bạn nào mà đúng chân thì alo. Em này đời 2015 nhá. Em này thì không có chiều cao các bác ạ, tải trọng thôi. Tải trọng thì 3,4 tấn. 3,4 tấn, gần 3,5 tấn đủ nhá. Cao thì cao chỉ có em này cao 3,5 mét thì phải các bác nhá. Xe thì đầy đủ đồ hết, điều hòa các thứ đầy đủ, xe đẹp. Ở tiện đây thì bác nào mà có nhu cầu muốn bán xe, hết nhu cầu sử dụng thì có thể alo cho em nhé, sẽ mua với giá cao. Bác nào mà có biết ai bán thì có thể giới thiệu cho nhà em, và liên hệ đến số điện thoại bên em trên màn hình nhá. Khám dài này, em này vừa được khám luôn. Tháng 9 năm 2022, điều hòa mát, lốp vẫn tương đối nhá. Xe nói chung là các bác về là chỉ việc lăn bánh khởi nghiệp thôi. Và địa chỉ em tại từ Hồ Yên Mỹ Hưng Yên nhá. Bác nào mà thiện chí có thể xuống trực tiếp salon xem xe, như là bàn bạc trực tiếp về giá cả. Cạnh em nó là em H72 2015 thì hôm qua em đã báo giá rồi. Các bác có thể tham khảo thêm nhá. Sẽ báo giá lại em này cho các bác này. Thaco HD72 đời 2015, có tải trọng là 3 tấn gần 3 tấn rưỡi đủ nhá. Chiều dài thùng là 5m. Và em này thì đang có giá là 515 triệu, đã được trang bị thùng inox mới, xe đẹp, không đâm va. Bác nào thiện chí thì có thể alo cho em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.